Ultimate. Oh, hay quá. Ok, đợi mấy ông này đi chọn đường đi. Mình thích đi cùng ông Arator này hơn. Không có rừng à? Thôi mình đi rừng vậy. Mẹ, mình quên mất là không có rừng. Trời ơi là trời. Đậu nhọ thế này đây. Mẹ, quay ra nó trừng phạt cái đi luôn con con cô lính của mình. Cay đời thật. Step up your game. Tốt nhất là quay trở lại đi đường cho nó lành người. Ok ok. Còn dữ vậy ấy. Wow, tại sao mình lại ăn được mạng nhỉ? Mình chả hiểu tại sao mình ăn được con mạng con Mina. Ok, để mình xem lại nào. À, thì ra pha đấy mình định bắn cái thằng Vio nó lại bật bật thẳng mặt cái thằng Mina. Mình không ăn thì cũng chả ai ăn, tốt nhất là mình đi rừng vậy. Bất tí hơn. Knock him down. Attack the abyssal dragon. Defend. Trận này lại không mở được mic rồi, buồn ghê. Lý Sĩ lại xuống đây rồi. Sức mạnh của mấy ông AP này cũng ghê gớm ấy chứ.
him down. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Defend. Bốn giây xong rồi, à, một con rồng ăn rồi. Step up your game. Ít chưa phải đổi trang phục thôi anh em. Anh em phải quay vòng quay nhiều vào ủng hộ NPH. Mình bắn hơi lệch một chút. You have defeated an enemy. Coming at you. Chắc tí thử lên gì nhỉ? Ok, thần thánh rồi, hay quá. Knock him down. Bây giờ đánh 5v5 tùy chọn được có được huân chương không? Chắc là không nhỉ? Có chứ. Không cần thắng thì đơn giản quá, mà nói vào AFK một trận ấy. Ok, may quá mình mang hẳn một tập đoàn lính pháo đến đây. Mày quá, bọn team bọn hắn ta đang tập trung ở đây, mình trang lấy trụ trên này. Cơ hội rồi. Ôi ghê gớm vậy các bạn chị này. Hẳn 3 cái xe anh em ơi, 3 cái xe pháo luôn. Ghê chưa? Cứ từ từ, không được gì phải vội. Wow, hay quá. Mất hết cả lính rồi để mà đẩy trụ rồi. Thôi, xuống dưới này giúp Clancy vậy. Team has destroyed a tower.
My revenge. Khó phê thế nhỉ, về đi. Khó quá, khó quá. Toàn AP khó cực kỳ luôn. Chắc phải 3 đường mới ok được. Có khi phải chơi 3 đường anh em ạ. Ôi giời ơi. Không sao, con rồng kia là Nata một mình sấy còn được ấy. Mình chỉ là một thằng đi rừng nửa mùa thôi. Hay quá. Ghê luôn. Tên bạn chỉ ăn được 3 mạng thôi. Tại á toàn âm. Ôi giời, đi bạn đầu hàng luôn rồi. Cái sức mạnh khủng khiếp của 5 thành viên toàn AP thôi. Đấy, huy chương danh vọng đây anh em, thắng là được này. Còn 3 cái nữa, phải đánh thêm 3 trận, 3 cái nữa. Thêm 3 cái nữa là ok.